Và mọi thứ trở lại cân bằng. Quan trọng là cân bằng về C. Trận thi đấu tiếp theo, Phoenicia. Xoay thang đã xoay quân chậm rồi nhá. Ok xong. Vâng, ca thang và cho son. Rồi tươi bên mình là Perfo. Thơm. Vâng, bên đội bạn là cho son và ca tha Gian. Và đấy, vượt khó được một trận cái là mọi thứ nó cũng khác ngay. Mà thực ra trận vừa rồi cũng không phải là khó lắm, bình thường. Mình chết cha. Bình tĩnh. Chớ vội vui mừng sớm khi vào sân tứ chưa thấy quả. Khả năng chỗ cái dốc. Đấy, đúng là có chỗ con dốc này. Chết cha. Vâng, đóng hai cái e và đóng hai cái e và đúng cái chỗ ăn quả. Khoai, tôi được ra ngoài này ăn vậy. Nói chung là quân này thì vẫn đánh tươi được, không sao cả, chậm 1-2 dân. Chắc phải chậm 2 dân. Đó, ăn luôn được quả phụ. Rồi lát nữa thì phá hai cái be kia ra, thời điểm về sau nó nhiều gỗ thì tính tiếp. Vâng, báo về hòa bài của Hoàng Mai Nhi đang đẹp. Đây là Persia. Thôi chúng ta thầu luôn máy của Pơ thì xem máy của ông Xuân Thứ nhìn chán. Ăn được chứ không ăn được. Tí nó phải e ra mà ăn. À bầy yêu á. Ờ bầy yêu đấy thì hơi khoai. Vâng, chúng ta thâu luôn màn hình máy của Pơ. Vào thời điểm đầu thì anh em thông cảm, mình không thể bình luận ngay được vì mất khá nhiều tay up tỷ số cũng như là up video trên cả kênh của Hà Nam cũng như là kênh của Hà Nội. Bài này đang có dấu hiệu là Pơ có thể cân ít nhất được một nhà, chắc chắn là cân được một nhà, thậm chí là có thể hơn. Vâng, Xuân Thứ đang muốn nhường cho Hoàng Minh Nhi một bầy hiêu. Bài này bài khỏe. Nếu mà được nhường một bầy hiêu nữa thì bài này bài mắc khỏe. Quan trọng là hiêu mấy. Đây là Thứ. À đây rồi, tôi đã nhìn thấy cái bầy hiêu mà game thủ Xuân Thứ vừa cầu con voi qua. Đấy, dịch lên. Đi thẳng qua con voi, đi thẳng con voi lên là tới rồi, đúng rồi, tới rồi. Vâng, con voi ở nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi nó đang hơi cứng đầu. Chú ý, tên này vừa câu voi vừa phi hiêu. Hãy chú ý máu của con voi nữa. Vâng, cứ đi qua cái tầng dốc này là con voi nó lại quay đầu. Khó chịu đấy. Rồi, xuống. Ok. Mà Nhi vẫn chưa vội vàng đá hết bài hiêu. Bây giờ thì câu con voi thì về sau đá hai con hiêu về nữa. Bài đẹp. Rồi bài này thì cân ít nhất là tôi nghĩ là cân phải tầm 1.5. Ngắn đi điểm số bên kia cao lắm. Cao lắm. Cho son. Bài 22 nông dân đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Thực gỗ là đã lên gần đủ rồi, thiếu một chút gỗ. Rồi, đủ gỗ. Vẫn trong chín. Cứ xem máy của game thủ Hoàng Mai Nhi đi. Lát nữa xem Xuân Thứ sau. Kiểu gì bài của Xuân Thứ cũng sẽ lên muộn khi mà thời điểm đầu nó bị chậm 2 dân. Khi mà cả hai cái chiếc BE nó hơi vô duyên. Bài này thì cũng sang đầu 11.
ra nếu chắc củ nhất bài của game thủ Xuân Thứ đánh cung thủ chắc củ nhất. Nhưng thôi, bài đánh kiểu thế thì mình cũng không quá khỏe. Đánh thẳng cung, có cung R là thắng rồi. Bên đội bạn không biết là có ai đánh cung A một áo hay không. Tôi nghĩ là khả năng cao là cũng có. Bảo lại thêm một turn nữa mà Hoàng Nhi đi dò lại gặp ngay hai con sư tử. Nên lần này thì không bị đuổi. Như vậy là mà một là người đánh, vâng, là người đánh chém. Mà một cho son đánh chém. Catalian là kín nhà. Vâng, dường như là có hốc. Vâng, đúng là như vậy. Catha có hốc và đánh cung A một vài. Như vậy thì chơi, tập trung chơi ông cho son này trước. Vâng, lên là cứ cho son mà dã thôi. Thực ra thì cung A một váy nó cũng không có cái gì nó quá kinh khủng cả. Và lưu tiêu thôi. 1L và 1P dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Cho son vẫn chưa lên đời. Dễ hiểu thôi, đây là một bài kích 9 của game thủ Hoàng Mai Nhi cơ mà. Gunny hy sinh 3 dân, 4 dân ở phía bên ngoài. Có lẽ là đang giấu dân. Vâng, có lẽ là đang giấu dân. Lạc đà của ông cái ông Pơ này thì nó sản nhanh. Nhưng mà đây lại khổ một cái là khổ một cái là nó lại chạy không được nhanh. 2P luôn đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Chơi công phu luôn. Bên mình có cung R sẽ là rất lợi thế. Nó cơ động. Như vậy là bài của game thủ Xuân Thứ này cũng quá hốc. Mọi thứ thì chúng ta vẫn đang được nằm trên. Vâng, đây mà thời điểm đầu. Đây là cái bài mà thời điểm đầu game thủ Hoàng Mai Nhi là người, vâng, là người đủ S rồi. À vâng, đủ vàng gỗ rồi. Là người nâng chặt vàng, nâng đào vàng. Gunny này thính thế nhỉ. Vừa thấy con phù ra cái là đã thấy chạy rồi. Cho son thì gặp mà 2P này thì không có cửa công vào. Có cung R có lẽ đẩy luôn xuống góc 6 giờ mà chơi thôi. Vâng, Gunny resize luôn. Vâng, tôi vừa chuyển qua màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Hai con phù, vâng, hai con phù làm ngay con hai con ngựa chém. Vâng, Gunny cảm thấy nó khó chịu. Cảm thấy khó chịu và cảm thấy nó bực bội và cảm thấy nó không thở được. Chính vì vậy là game thủ Gunny quit luôn. Các bạn có thể thấy rất kinh nghiệm đến từ Hoàng Mai Nhi khi mà đối đầu với Catha và cho son. 3P đóng ngay khu vực gần nhà BA của game thủ Xuân Thứ thì đội bạn không có tí cửa nào vào. Chắc chắn là không có một con ruồi nào để có thể chạy vào nhà của game thủ Xuân Thứ được. Anh em phải nói cho chuẩn là Xuân Thứ chưa được thi đấu ở trận thi đấu này. Xuân Thứ từ đầu giờ thi đấu cũng vẫn đang rất đều tay.